quần áo xuất khẩu Bảo Châu sử dụng phần mềm quản lý shop thời trang chuyên bán lẻ và bán sỉ. Hệ thống sử dụng máy quét mã vạch, máy in mã vạch, sử dụng phần mềm để quản lý kho hàng, quản lý công nợ, quản lý khách hàng VIP.